Sức ngày nhắc tên bác Diễm đấy ạ. Ôi trời ơi, bác đến chơi vui quá. Đây, à, bác vào uống nước nè. Bác có quà cho Bo này. Ôi, bác đến chơi thì còn có quà kia. Đây, Bo thích không? Ui, thích chưa? Hẳn 3 hộp luôn nhá. Wow, bác Diễm tâm lý quá. Cô Bo nhà em là thích nhất là sữa này đấy ạ. Trộm vía là từ khi mà em nghe chị chuyển sang cho con dùng Godilac là em thấy cô Bo chăm trộm vía hẳn, đỡ hẳn đấy. Mà hai mẹ con ở nhà đang hết sữa, đang đi mua thì bác đã tặng thế này thì sướng quá. Thế thì bác đến đúng lúc quá gì nữa. Trước đây nghe mẹ cứ chia sẻ là con biếng ăn nên là cũng rất là sót. Và cũng có kinh nghiệm là chăm con rồi nên là chị cũng có quen một vài bác sĩ dinh dưỡng. Thì bác sĩ cũng có khuyên là nếu như mà con mà bị biếng ăn ý, thì thử uống sữa rau tổ yến Godilac này xem. Thì mẹ uống thấy như thế nào? Em thấy trộm vía Bo nhà em hợp sữa Godilac này chị ạ. Và trước kia thì biếng ăn kinh khủng khiếp. Mà trẻ con thì em thấy con em dưới 5 tuổi đâm ra hệ tiêu hóa nó cũng kém lắm. Đâm ra càng ngày càng biếng ăn, lúc nào ăn cứ phải hàng tiếng đồng hồ, cứ ngậm cơm rồi ôi dỗ các kiểu. Nhưng mà từ khi mà dùng sữa Godilac này thì em thấy là con là bây giờ tự giác ăn uống này, món gì cũng ăn được, hào hứng lắm, Bo nhờ, đúng không? Ăn giỏi lắm, khoe bác nhờ. Thế thì mừng quá, trước đây cứ nghe mẹ Bo than thở là con biếng ăn mà sót hết cả ruột. Bởi vì là chị cũng nuôi hai bé nên là rất là hiểu cảm giác của những bà mẹ mà khi con bị lười ăn, biếng ăn. Mình rất là căng thẳng, không làm được việc gì luôn ấy. Đúng rồi ạ. Nên là khi uống sữa non tổ yến Godilac này thì sẽ giúp cho cải thiện hệ tiêu hóa của trẻ. Bởi vì là sữa non tổ yến Godilac được bổ sung các lợi khuẩn như là Bacillus Saccharis này và Inulin. Đây là những thành phần mà sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của trẻ khỏe hơn và sẽ giảm giúp cho trẻ hết biếng ăn này, giảm các tình trạng như là lười ăn, táo bón hay là ăn uống không tiêu. Thì em cũng có cho Bo đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng có nói cái nguyên nhân mà gây cho trẻ bị biếng ăn ấy thì cũng nguyên nhân hàng đầu chính là hệ tiêu hóa đấy ạ. Đấy thì cái thời gian đấy thì em cứ chết kinh khủng khiếp, cứ loay hoay trong cái vấn đề là đổi sữa cho con, tìm cái sữa nào để mà cải thiện được cái hệ tiêu hóa. Nhưng mà trời ơi, tìm các thể loại rồi. Nhưng mà có cái sữa thì cô Bo cũng uống nhưng mà em thấy không hiệu quả. Cái tình trạng mình ăn không thay đổi gì, nhưng có cái sữa thì cô Bo lại không thích uống, không hợp khẩu vị. Thế đâm ra là lười ăn, càng ngày càng lười ăn. Nhưng mà từ khi em thấy là dùng Godilac này thì em thấy là trời ơi, chăm con nhàn tênh luôn. Bé đấy trộm vía tự giác ăn uống này, rồi ăn uống ngủ khỏe này, cũng hết ống mặt nữa chị ạ. Đúng là tìm được sữa hợp cho con rất là khó đấy. Vâng. Thế bây giờ cô Bon được bao nhiêu cân rồi em? À, khoe với bác Diễm nha. Con là được 19 cân rồi. Trộm vía thế. Vâng, trước đây là chỉ có 15 cân thôi mà ra đường ai cũng kêu. Trời ơi, sao 3 tuổi gầy gò ốm yếu thế này. Xong đi thì bác sĩ cũng có khám thì bác sĩ bảo là hệ tiêu hóa của con thì em bị kém đấy. Cháu lúc thì bị tiêu chảy, lúc thì bị táo bón nên là ảnh hưởng tiêu hóa mà đâm ra là càng ngày nó ảnh hưởng đến cả ăn uống rồi là cũng ốm nữa. Đấy thì con cũng thế, em sót lắm. Nhưng mà may cũng thời gian đấy là em cũng đổi sang Godilac, chị khuyên đấy. Thì ôi trời ơi, bây giờ tăng cân ra đường ai cũng khen. Rồi tức là những tình trạng biếng ăn là giảm hẳn, rồi là tiêu hóa tốt hơn đúng không? Đấy thì em cũng cho đi bác sĩ khám lại đấy. Thì bác sĩ cũng có kiểm tra thì thấy là tình trạng là cái vấn đề tiêu hóa của con là cải thiện hẳn luôn. Mà tốt, ổn định, bây giờ là ổn định rồi đấy chị ạ. Và em thấy cả nhà cũng khen, ai cũng mừng. Cứ khen mẹ thì cũng mắc mặt lắm. Bây giờ cũng có nhiều thời gian để mà chăm sóc bản thân hơn. Cũng có thời gian để mà quán xuyến việc gia đình nữa. Đấy, chứ ngày trước chị gặp em với thời gian đấy, chị gặp em là đầu bù tóc rối lắm. Kinh khủng khiếp đúng không? Chúc mừng Bo nhá. Bây giờ Bo có thích uống sữa không? Bác pha cho Bo uống nhá. Ui, thích quá. Nào, ở dên ạ. Dên à, con hai pha đi. Bác pha cho Bo một ly Bo uống nhá. Vâng, thích quá. Đây, cốc của Mo đây. Ôi ơi, bác pha sữa cho Bo uống nhá. Đây, sữa lúc nào cũng sẵn sàng nước nóng đây chị ạ. Nhà có con nhỏ nên lúc nào cũng sẵn sàng nước ấm đúng không? Sao con? Đây, mở sữa này, thơm không? Bo có thấy thơm không? Đây, ngon cho quá. Sữa không? Đây, của Bo đây. Giỏi quá. Wow. Ui, tự giác bác ạ. Tự cầm cốc uống luôn. Hello. Ôi giời ơi, giỏi quá. Wow. Hello. Ôi, đấy,
hỏi chưa? Chiều thế. Ôi một hơi hết sạch nữa. Này còn nói ăn bánh đây này, nhìn thấy bánh từ lẫy rồi bác ạ. Nên ra là mẹ lúc nào cũng buổi chiều cũng ở nhà cũng phải bánh trái đầy đủ cho cậu. Khác hẳn trước đây đúng không? Vâng. Đấy, trước đây đưa cái gì cũng lắc đầu. Bác thấy không? Này, tự giác này, tự xúc nhá. Ngon không? Ngon không con? Ôi từ giờ là mỗi ngày 2 ly Goldilocks đấy chị ạ. Mà có hôm mẹ bận chưa kịp pha là cu cậu vào nhắc luôn. Bây giờ tinh lắm thì ạ. Mà từ ngày đó em thấy không chỉ là cải thiện được cái hệ tiêu hóa đâu, ăn tốt đâu, nhưng mà cháu còn thấy ngủ ngon hơn này, mà trộm được ít uống vặt. Cứ cái thời tiết mà cứ giao mùa bây giờ ấy là không sợ, không phải lo nữa. Đúng rồi. Chị thấy là sữa Goldilocks ngoài cái việc giúp cho cải thiện hệ tiêu hóa, trẻ hết biếng ăn thì còn giúp cho trẻ tăng sức đề kháng, tức là kích thích hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ. Việc tăng sức đề kháng trong thời tiết giao mùa này rất là quan trọng. Thường thì các bé sẽ hay là biếng ăn thì sẽ kéo theo là sức đề kháng giảm, thì nó như một cái vòng tròn luẩn quẩn ấy. Cho nên là khi mà trẻ cải thiện được hệ tiêu hóa tốt lên thì tự dưng sức đề kháng sẽ tăng lên, và như thế là sẽ hết biếng ăn, con sẽ khỏe mạnh thôi. Vâng ạ. Đấy, trộm vía quá, sướng quá cơ. Mà chị đúng là mẹ hai con nó khác, em cũng phải học hỏi chị nhiều đấy. Cũng nhờ chị là giới thiệu cho mẹ con em sữa Goldilocks này sớm, chứ không thì em chắc là cứ phải loanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng là tìm kiếm sữa rồi đổi sữa cho con. Không, cảm ơn bác. Cũng rất là may là Cubo lại hợp sữa Goldilocks. Bởi vì là nhiều trẻ em là để mẹ mà tìm được sữa hợp cho con là rất là khó đấy, cả một quá trình đấy. Đúng rồi. Là may là Bo lại hợp sữa này. Cho nên là cứ yên tâm, bây giờ Bo cứ chịu khó uống sữa Goldilocks rồi, hết bác lại mua cho Bo. Bo đồng ý không? Ôi dồi ôi, khôn thế. Thế thì còn gì bằng bác miễn tài trợ sữa thế này, thích quá. À chị ơi, bây giờ cũng đang chuẩn bị đến giờ cơm rồi thì chị ở lại ăn cơm với gia đình em nhá. Lâu lắm rồi bác mới qua. Chị để bác bận quá, lâu lắm rồi, hôm nay cho bác xin mượn cơm nhá. Ôi dồi ôi, chả thích quá. Hai chị em mình đi xuống siêu thị mua đồ đi. Ok. Đi xuống nào. Bác mua đồ chơi nữa nhá. Ôi, lại được đồ chơi kìa. Ôi dồi ôi, cảm ơn bác. Thế này à, cứ thích bác sang chơi dài dài ấy. Đi con. Nào, đi chơi nào. Yeah. À tí về ăn tiếp nhá. Ủy vẫn thèm ăn này bác. Thôi đi chơi hoạt động đi xong rồi về ăn tiếp nha. Đi. Hiện nay sữa non tổ yến Goldilocks có những combo vô cùng ưu đãi. Khi mua một hộp thì giá chỉ còn là 868.000. Khi mua combo 2 hộp thì giá sẽ là 1.736.000 và được tặng thêm một hộp. Với combo 3 hộp thì giá sẽ còn là 2.604.000 và được tặng thêm 2 hộp. Như vậy là càng mua combo thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều ưu đãi hơn đúng không ạ? Và tất cả các đơn hàng đều được miễn phí ship trên toàn quốc. Và để mua được hàng chính hãng thì mọi người hãy liên hệ theo số hotline ở dưới đây để gặp chuyên viên và được tư vấn cụ thể theo thể trạng của mỗi bé nhé.